Đương kim Miss World Carolina Bielaska dục dịch chuẩn bị cho màn Final Walk sau 3 năm đội vương miện của mình. Đặc biệt, người sẽ giúp cô tỏa sáng trong đêm cuối này lại là cặp đôi phù thủy Quân Nguyễn, U Lê và nhà thiết kế Đỗ Long đến từ Việt Nam. Mới đây, phù thủy makeup Quân Nguyễn đã hé lộ thông tin thời gian tới cặp đôi sẽ có chuyến công tác tới Ấn Độ. Không những thế, anh chàng có đăng tải clip của đương kim hậu thế giới Carolina Bielaska trên trang cá nhân kèm nội dung "See you soon", tạm dịch hẹn sớm gặp lại. Với loạt hình lồ lộ thế này, không khó để người hâm mộ Việt Nam đoán ra sứ mệnh sắp tới của cặp đôi này chính là chịu trách nhiệm về makeup, tạo mẫu tóc cho Carolina vào đêm chung kết diễn ra vào ngày 9 tháng 3 sắp tới đây. Không chỉ có Quân Nguyễn, U Lê, mà đêm cuối cùng trên cương vị Miss World 2021, Carolina còn ngỏ lời với một nhà thiết kế dạ hội của Việt Nam để có thể tỏa sáng với những bước đi tự tin nhất. Không ai khác chính là nhà thiết kế Đỗ Long. Chiếc đầm dạ hội mà đương kim hậu sẽ mặc cũng đã được hé lộ trên trang cá nhân của anh. Đó là một bộ cánh có màu xanh nước biển với form dáng cực kỳ sang trọng, quyền lực không kém phần quyến rũ kiêu sa. Nhiều khán giả cho rằng có lẽ nàng Elsa Carolina Bielaska sẽ một lần nữa được xuất hiện trên sân khấu chung kết Miss World 2023. Trước đó, khi lần đầu có chuyến công tác tại Việt Nam, nàng hậu người Ba Lan từng vô cùng phấn khích khi được cặp đôi Quân Nguyễn U Lê và Đỗ Long hóa phép thành nàng công chúa băng giá. Vốn dĩ Carolina đã sở hữu gương mặt và vóc dáng cực phẩm, thế nhưng chỉ khi qua đến Việt Nam, đội ngũ biến hình của nước ta mới thực sự khiến nhan sắc nàng hậu thăng hạng và cô cũng tỏ ra rất yêu thích. Minh chứng là ba bài viết được Carolina ghim ở đầu trang cá nhân Instagram, thì hai trong số đó là hình ảnh hay layout trong hai lần nàng hậu sang Việt Nam. Không những cô cực kỳ yêu thích sự biến hình này của mình, mà khán giả quốc tế và cả tổ chức Miss World cũng đồng lòng cho rằng layout khi Việt Nam rất phù hợp, tôn lên vẻ đẹp của cô ở một tầng cao mới. Những bài viết hình ảnh xinh đẹp khi hai lần đến với đất nước hình chữ S của Carolina luôn giành được lượng tương tác cực cao. Cũng chính vì sự hài lòng quá mức này mà thậm chí Miss World 2021 còn từng ngỏ lời mời Quân Nguyễn và U Lê cùng mình đi khắp thế giới. Tuy nhiên, cặp đôi cũng đã khéo léo từ chối và hứa sẽ biến hình cho cô vào đêm Final Walk. Có lẽ đây là thời điểm vừa chuẩn để cả hai có thể giữ lời hứa của mình. Carolina sinh năm 1999, cao 1,79m, số đo 3 vòng quyến rũ. Sau 3 năm đương nhiệm, người đẹp Ba Lan vẫn giữ được nhan sắc tươi trẻ, xinh đẹp. Cô cũng được đánh giá có nhiệm kỳ sôi nổi với nhiều hoạt động. Trong 3 năm qua, Carolina đã đi qua hơn 25 quốc gia, trong đó có 2 lần tới Việt Nam để tham dự chung kết Miss World Việt Nam. Người đẹp cũng tích cực tham gia các hoạt động từ thiện xã hội trên khắp thế giới. Sau nhiều lần trì hoãn, Miss World 2023 đã chính thức diễn ra với sự tranh tài của 116 quốc gia vùng lãnh thổ. Ngày 9 tháng 3 tới đây cũng sẽ là ngày cuối cùng kết thúc hành trình 3 năm đương nhiệm của mỹ nhân Ba Lan, đồng thời mở ra một nhiệm kỳ mới đáng mong chờ của người kế nhiệm. Dù thế nào, Carolina vẫn là một người đẹp để lại nhiều dấu ấn sâu đậm trong lòng fan Việt. Có lẽ không chỉ có cô dành nhiều tình cảm đặc biệt cho Việt Nam, mà chính những khán giả Việt Nam cũng rất yêu quý và sẽ ủng hộ cô trên hành trình phía trước.